Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phân nhân.com, một công ty chuyên cung cấp các loại ống hơi PU, ống hơi PA, ống áp lực, ống bảo ôn, ống chịu nhiệt. Hôm nay Hùng sẽ review để giới thiệu với anh chị và các bạn biết phân nhân có một cái loại hàng đã bán ra thị trường rất là lâu rồi, đó là ống hơi nhãn hiệu K6 Made in Korea. Thì cũng thưa với anh chị và các bạn đi ngang qua chỗ này, ghé lại chỗ kia, anh chị sẽ thấy cái loại ống hơi này được sử dụng rất là rộng rãi trong các cơ sở rửa xe, trong các chuồng trại chăn nuôi. Ống này là một cái loại ống áp lực cao, chịu áp lực cao anh chị các bạn, được chịu áp lực cao và được tin dùng. Xuất xứ của nó từ Hàn Quốc, và chúng tôi cấp cái hàng này cũng lâu rồi và nhận được rất nhiều cái thông tin phản hồi từ quý khách hàng, đó là người ta chọn ống này làm cái ống xịt rửa, và cái ống này thì chất lượng cũng khá tốt. Nhưng mà mình cũng cảnh báo với anh chị các bạn, ở ngoài thị trường thì nó có hai loại hàng, một với loại hàng xuất xứ từ Trung Quốc và một với loại hàng Made in Korea. Và phân nhân là một công ty cung cấp cái hàng hóa dịch vụ rõ ràng, nên chúng tôi cấp cái hàng này. Và nếu mà anh chị có nhu cầu cái hàng Trung Quốc thì chúng tôi sẽ tìm ở thị trường Chợ Lớn, chúng tôi sẽ báo cho anh chị các bạn. Nhưng mà cái hàng đó mình cảnh báo là nó không thực sự đảm bảo, giá thì nó có thể rẻ hơn ít nhưng mà thực sự nó cũng không bền, nên đâm ra là mình review cái ống này để cho anh chị các bạn biết phân nhân có bán cái ống Made in Korea này, và sau này sẽ chọn mua cái loại này. Thì cái loại hàng này nó đã tồn tại lâu đời ở ngoài thị trường và cái sự tiện dụng của nó cũng rất là lớn, nên đâm ra là cái nhà sản xuất người ta cũng rất là tinh ý, người ta sản xuất cho người dùng theo từng cái quy cách mà khách hàng chọn mua. Hiện tại cái ống hơi K6 này nè, nó có 3 quy cách tính là lỗ trong anh chị các bạn: 8.5 ly, 10 ly và 13 ml. Riêng 8.5 ly thì cái nhà sản xuất người ta sản xuất ra rất nhiều quy cách là 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30 m, 50 m, 100 m. Thì người ta sản xuất như vậy và người ta bấm hai cái đầu để cho cái người sử dụng người ta tiện mua để người ta bán được cái số lượng nó lớn hơn. Thì khi mua cái hàng này thì nếu mà anh chị cần cái không gian dây của anh chị cần dây xịt á, thì mua 3 m, 5 m, 10 m hay là 15 m, tùy theo anh chị. Nếu mà anh chị cảm thấy rằng là nó phù hợp ở cái chiều dài bao nhiêu thì mình sẽ mua đủ số lượng như vậy, hoặc dư 1-2 m, thì đâm ra mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí. Bên cạnh đó thì nó có cái loại dây 10 ml. 10 ml thì nó có 5 m một cuộn, 50 m một cuộn, và 13 ml thì nó cũng chỉ có 50 m một cuộn. Cái đường kính ngòi thì nó sẽ theo cái độ dày của dây, và nó to lên đường kính ngòi á. Cái này ống 10 ly nè, ống 10 ly thì nó 10 thì chắc lẽ là cùng ướm thì nó khoảng cỡ tầm 17, đường 16-17 ml. Và ống 13 thì 13 mình có thể cộng 8 thì nó khoảng cỡ 22-23 gì đó. 23 thì đó là cái đường kính ngòi, nhưng mà ống này sử dụng đường kính trong nha anh chị các bạn. Thì cái ống phi 10 và phi 13 thì nó chỉ có 50 m trên cuộn thôi, nó không có giống như cái dải 8.5 ly. Cái dải 8.5 ly thì nó có 5, 10, 15, 20, nhưng mà nếu mà ống 10 ly này nè với là ống 13 ml á, anh chị các bạn có nhu cầu mà 10, 15, 20 m gì đó thì anh chị các bạn mua lẻ theo vấn đề, và chúng tôi có thể bấm cho anh chị hai cái đầu theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Đó là toàn bộ cái loại ống ống K6 Cross Cordia gì đó. Thì cái ống này hiện tại là công ty phân nhân chúng tôi đang bán. Rất mong quý anh chị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp công ty qua số điện thoại 0915 886 916. Những sản phẩm này là những sản phẩm công ty bán chủ lực và có hàng sẵn, tất cả các quy cách. Rất mong quý anh chị và các bạn cứ liên hệ, chúng tôi sẽ báo giá, đồng thời sẽ ship hàng ngay trong ngày để anh chị các bạn có cái hàng xài ngay cho cái nhu cầu sử dụng.
Rất mong quý anh chị và các bạn tin tưởng, ủng hộ và đăng ký kênh. Lần sau chúng tôi sẽ review những cái loại vật tư khác, anh chị các bạn lại biết thêm một cái loại hàng mà phân nhân bán nữa, nên chúng tôi sẽ review liên tục tất cả những cái hàng hóa mà phân nhân đang bán. Rất mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.